Xin chào tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ đang là bây giờ đây. Bây giờ đang là 4 giờ sáng. Thắng đang xuất phát từ thành phố đi. Đấy. Hôm nay là một ngày rất là vui và quan trọng. Đó. Đối với cái lúc mà từ lúc Thắng làm video đến giờ, đó là một trong những cây cầu mà rất là lớn đấy, mà Thắng cũng hơi lo một chút đấy, từ lúc làm video. Cây cầu này ở thôn Bản Dâng thì các bác biết rồi, hiện giờ Thắng chạy từ thành phố đi để vào trong đó. Sáng nay khoảng tầm độ 5 giờ đến 6 giờ đấy, cái giờ mà để người ta cúng ấy, làm lễ ấy, của các thầy ấy, là họ xem là khoảng đó ở trong bản làng thì họ làm cái lễ đó xong là tiến hành động thổ để làm cầu luôn đó. Nhưng các anh ở xã thì đó, tối hôm qua cũng đã điện cho Thắng rồi là hẹn cũng sẽ vào cái giờ đó. Hôm nay thì Thắng vào thì Thắng sẽ có đưa tiền trước là 50 triệu. Đó, trong tổng cái số tiền là Thắng nhận là 159 triệu. Hôm trước mà khi vào để bàn, để họp dân, họp việc đó thì họp bà con đó thì là Thắng đã nhận được 143 triệu. 143 triệu thì hôm sau nữa thì Thắng có nhận được thêm 11 triệu của Ni Sư Huệ Ân từ cô Tâm Như chuyển về 11 triệu và của em Kiên ở Hà Nội có chuyển tiếp về 5 triệu nữa, tổng là 16 triệu thì cộng vào là 143 cộng với 16 là 159 triệu đó. Thì hôm nay Thắng bàn giao là trước là 50 triệu sẽ còn lại là 109 triệu sẽ bàn giao dần, thì cứ hình thành cầu và làm mẫu cầu các thứ như nào đó. Bản vẽ thì là do phòng kinh tế hạ tầng đó đã vẽ cho thôn bản và xã để tiến hành thi công. Đấy, như nào thì các bác sẽ vào đấy trực tiếp cùng Thắng nhé. Bây giờ đi rất là sớm đấy, đường vẫn vắng tanh, chưa có người đâu, phố vẫn còn chưa tắt đèn. 4 giờ sáng đây. Bây giờ Thắng mới đến thôn Tham Còn, bà con vẫn chưa dậy đâu. Đây là điện nước nhé các bạn nhé. Đấy. Điện nước họ để thắp suốt đêm ở đường. Ở đây thôn này nó có điện nước nên là nó không mất tiền điện, không chạy bằng điện lưới nên là điện thoải mái. 4 giờ 40 phút, Thắng ngồi đây là chờ anh trưởng thôn ở Bản Dâng cho người ra đón. Sớm quá nhỉ, lạnh lắm ra ngoài bây giờ. Ngoài lạnh vùng cao. Thôi, trong lúc chờ trưởng thôn thì anh em Thắng xoay đèn đi trước, cứ đi dần thôi. Nói thật các bạn là giờ này Thắng gọi thuê bao các bạn, không hiểu sao hay là anh Quỳnh trưởng thôn anh đi vào. Xe khóa kỹ chưa? Khóa rồi. Hả? Khóa rồi, đi. Đi bộ dần vào. Nhưng mà từ đây vào 5 cây ấy, 5 cây vẫn đi bình thường. Xem các bạn xem Thắng với anh Sự có đi bộ được vào đến nơi không? Vắng nhờ. Các bạn thấy nước suối chảy không? Nghe róc rách chưa? Đúng là ở bản lạnh thấu ra. Thì đây là một cái nhà, chắc là ven đường này, giờ nhà này với nhà này là hai nhà ven đường gần nhất rồi. Hết nhà. Bây giờ là không. Xe máy đi đâu ấy, có xe máy nhưng mà đi đâu ấy. Bây giờ. Tối quá. Thì ra đây tối đen đen các bạn. Ở đây sướng là khi họ sử dụng cái điện điện nước ấy nhỉ?
Nước của họ là được thắp suốt đêm. Đấy. Bảo sao bà con không sợ tốn kém tiền điện. Nhưng mà điện này thì nó cũng phù lắm. Thế thì mình làm cái đèn treo lên đầu nhỉ? Dậm thế nhỉ? Chúng này... Lạnh. Lạnh ơi. Chỗ này ra bắt đầu thấy gió. Đường xấu lắm. Đây. Sau khoảng 15-20 phút, Thắng đã đến cầu thôn Tham Còn. Lâu lắm rồi các bạn. Đây. Cầu ơi. Anh đi dép cũng khó, chú đi giày còn chắc hơn đấy. Anh đi dép cũng khó. Anh Sư anh ấy đi dép còn anh bảo là khó mà. Thắng là đi giày, tí nữa Thắng còn về cơ quan làm việc. Đây giày đây, tự đeo dép đỏ. Đấy, đây, đây, cầu thôn Tham Còn đây. Đi bộ cho khỏe. Đán dầu với ấy, đán dầu 3 còn đi được cơ mà. Đúng không? Đấy, cầu ơi. Thôi đi tiếp đi. Kia là đang thác nước chảy về đêm đấy. Đâu? Đấy. Thác nước chảy về đêm đấy. Chỗ này anh Sự anh ấy vô ếch ở đây rồi. Vô ếch đúng chỗ này đây. Chảy đúng chỗ này. Thôi đi. Đấy. Thấy gì không? Có thấy mờ mờ, thế em mờ mờ thôi. Đấy. Hết cái dốc lại là đến hết thôn Tham Còn này. Đấy. Đấy. Em Thắng đang đi với tốc độ 7 km/h đấy. Đấy là đang lên dốc đấy. Thầy đường rẽ vào thôn rồi. Ừ. Sâm. Nhà văn hóa thôn. Nhà văn hóa thôn đấy. Ừ. Mệt chưa? Mệt mà. Hả? Cũng bình thường. Mấy cây rồi đấy. Ừ. 3 cây chưa? Được đấy. Tốc độ của em đi 7 km/h đấy. Quay cam có zoom không? Không biết. Hả? Hay cầm. Cầm được. Thế như phóng rồi. Anh Sự ơi. Nào thở ghê đấy. Đi tốc độ này thể dục buổi sáng. Người ta bảo 6 giờ đi, mình ở đây đi thể dục từ lúc 4 rưỡi. Đi tiếp. Ông Sự thở không học quá, như trâu quá. Ghê thật. Chết dở. Đi đến đây cái đèn này hết điện rồi sao ấy. Vẫn còn mà. Tối quá. Tối thôi, nó hơi tối một tí. Các bác tối quá này, đèn đi xa tối kìa, nó tít ở cái dưới chấm trắng trắng kìa, cái chỗ đèn lập lòe đấy. À, đấy cái bây giờ anh em Thắng đi bộ lên đến hết dốc rồi, bây giờ trôi dốc rồi, trôi dốc nhưng mà đi kiểu này thì xe máy còn được, cái trôi dốc bằng động cơ cơm. Giờ này thì Thắng thở thật rồi, đi xa quá rồi. Ngủ qua một đêm là mình hết năng lượng vào trong người rồi đúng không? Ừ. Đến sáng này là người ta bảo đến sáng mới tiếp năng lượng. Chết. Đây là năng lượng của đầu. Em là quá tải đấy. Đầu ướt hết rồi này. Đầu ướt hết rồi. Này. Ừ. Này. Đây là xương. Xương. Xương với cả mồ hôi. Mồ hôi. Lẫn nhau. Đúng lúc đèn pin hết điện. Vâng, chào anh. Anh đón à? Vâng, vâng. Trưởng thôn chắc là điện thoại hết pin. Anh đây Sự ngồi xe này nhá. Xe cao, em ngồi xe thấp. Rồi đây. Ôi giời. Toát hết mồ hôi rồi các ông ơi. Chết rồi. Sợ thật trên đường. Kinh khủng.
anh trưởng thôn bảo là đi bộ xuống thì lên đón ấy. À, đi bộ tiếng còn gì nữa, gần tiếng rồi. Từ ngoài tham quan vào mà. Được. Sắp đến rồi nhá, ngay rồi, còn mấy trăm mét nữa thôi đúng không? Qua suối đấy, gần 500 mét nữa. À, gần 500 mét nữa đến nơi. Trời mà nó mưa lất phất mà lạnh như này, các bác mặc áo rét như này thắng đi. Có bao nhiêu mồ hôi toát hết sạch rồi. Úi, đường nó như này rồi. Này chở được vật liệu không? Trời nắng nữa. Trời nắng chở được cái nhỏ. Này cái động thổ không phải không? Dạ. Thầy thầy cúng đến chưa? Thầy cúng ở đây luôn mà. Ở đây luôn à? Ừ. Đây à, suối đây rồi. Cúng tại suối chứ nhỉ? Ở suối, gần ngay suối đấy. Ờ. Wow. Đây à. Đường xấu quá. Ui. Đá to như nồi cơm điện. Ấy, cẩn thận nhá. Đây suối đây. Đây suối đây, suối rồi. Mấy giờ? Được giờ không? Chờ giờ chưa? Mấy giờ nhỉ? Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 6... tầm 5 rưỡi. 5 rưỡi à? Thế đi đúng gần tiếng. Ờ, đi vào nhà trưởng thôn trước đi. Trong này là điện nước hay là dùng điện lưới đây? Vừa mới có điện lưới được mấy năm thôi. À, chỗ này là điện lưới. Thế ngoài tham còn lại chưa có điện lưới nhỉ? Chưa có điện lưới nhưng mà bên kia là có đường. Đây là nhà văn hóa đây à? Văn hóa của thôn, trụ sở thôn. À, trụ sở thôn đây. Đến chỗ này nó đồng bằng nhỉ? Ở đây là làng Tày. Làng Tày, còn trên chỗ dốc kia là làng Giao. 100% là người Tày đấy. À, chỗ này là 100% là người Tày à? Vâng. Nhà sàn đấy. Đúng là nhà sàn thôi. Đây nhà anh trưởng thôn đây à? Đây, nhà anh trưởng thôn. Sao tan hoang rồi? À, đang làm nhà à. Đâu? Trưởng thôn đâu? Đang ở bếp đấy. Đang làm lễ à? Chưa, lễ chưa. Lễ cúng à? Làm cái đồ để lễ cúng này. Xin chào. Vâng. Lên đấy để giày trên đấy chứ. Ồ, cái cầu thang của anh nguy hiểm quá. Giải pháp tình thế. Giải pháp tình thế thôi à? Ôi, chào chị. Vâng, sớm quá nhỉ. Làm kinh động đến gia đình rồi. Em về còn phải đi làm. Ờ. À. Đấy, nhà anh chị đang làm. Trời lạnh thật nhưng mà không muốn sưởi nữa rồi. Đi bộ toát hết mồ hôi rồi. Bên bên kia được, cũng được mà anh. Bên kia cũng lên được, bên này cũng lên được. Đây là gà. Để làm lễ. Gà thiến này. Không, gà. Phải gà trống chứ nhỉ? Vâng. Đấy. Cầu thang này chỉ có dân trong bản thôi. Trong bản mới đi được đấy. Đeo khẩu trang vào đi. Ngồi đi. Nhà anh trưởng thôn làm xong chắc đẹp lắm nhỉ? Quá đẹp đấy. Đấy. Các bác ấy đi làm con gà. Để con gà này là cái lễ để dâng lên cái thần sông, thần núi. À, xin phép cho bản dâng
Đấy, được làm cầu vất vả bao nhiêu năm rồi, đi lại cho kinh tế nó phát triển, bà con đời này đời kia đời đời ấm no hạnh phúc. Đấy bản vẽ đây ạ. Tí nữa có anh phó chủ tịch xã vào đúng không? Ừ. Hôm qua qua cũng điện mà bảo là hẹn nhau khoảng 5:30 đi, nhưng mà mình đi từ 4 giờ cho nó máu, đi bộ. Đây à? Dự toán thẩm định. Đây là bản thiết kế nhá. Đấy. Đã được phê duyệt. Cảm ơn các anh ở phòng kinh tế hạ tầng, ủy ban huyện đấy đã giúp đỡ đấy. Rồi là các anh ở xã đấy. Đấy này đã có cái bản thiết kế này, hồ sơ thiết kế và dự toán thẩm định đấy. Cái này thì nó bớt đi được rất nhiều. Đây là thiết kế về mặt cầu đây, nó nếu mà còn phải khoan địa chất hay là rồi là nhiều thứ lắm đấy, cái này cũng khảo sát địa chất thì là các anh là giúp hết rồi đấy, không mất tiền không mất gì hết đấy, là rồi là đơn vị thi công những thứ là cắt bỏ hết đấy, cái này là bà con nhân dân sẽ tự đảm nhiệm để làm, nhưng mà có cái sự giám sát. Đây là một trụ ở giữa này đấy, hai nhịp này, mỗi nhịp là 6 mét đấy, tổng cầu là dài 12 mét. Đó, đây này. Đấy. Nếu mà trong cái mấy các bạn biết rằng nếu mà đây là hai đầu cầu này nữa, nếu mà tổng lên thì nó phải dài 16-20 mét. Đấy. Trong cái lòng này, nguyên cái lòng này là 12 mét. Dự toán thẩm định thì không biết là bao tiền, nhưng mà Thắng là đã nhận là 159 triệu thì sẽ bàn giao lại cho thôn. Đây là nhìn từ trên cầu xuống. Đấy, từ trên thẳng xuống, phía thẳng xuống hai, đây là hai mặt cầu đấy. Đấy, rồi là hai đầu cầu lên đấy. Hoành tráng ấy. Cầu này là cầu ấn tượng nhất trong năm nay của Thắng làm đấy. Đây lúc đầu thì bảo là chỉ làm một mấu thôi, nhưng mà sau bảo là nó như này thôi, nhưng mà vẫn phải để đảm bảo cho và phải có đủ 3 mẫu đấy. 12 mét nhưng mà vẫn phải đủ 3 mẫu, mà cả hai bên này nữa là nó rơi vào khoảng chỗ này thì đổ đá thôi đấy, đổ đá. Đây có cái bản thiết kế chi tiết hết đây. Đó. Cái này thì Thắng không hiểu lắm thì phía anh ấy ở xã sẽ hướng dẫn cùng với bà con làm đấy. Đây là dự toán thiết kế thẩm định thiết kế đây. 468 triệu. Đó. 830.000 đồng. Đây là thiết kế dự toán. Đấy. Thế là được giảm đi rất nhiều thứ rồi. Đấy. Thế nên là bà con là yên tâm. Nó rẻ đi rất rất nhiều. Còn nếu mà còn thuê này nọ, đơn vị thi công giám sát rồi là nhiều thứ lắm. Nó nghe các anh ấy nói thì có nó rất nhiều thứ. Các bạn biết là Thắng làm trong nhà nước ấy thì những cái đó thì nó từ đơn vị thiết kế này, rồi đơn vị thi công khác này, rồi là kiểm định thẩm tra đo đạc các kiểu, nhiều, nói chung nhiều. Đấy, nhưng mà như này là tốt rồi. Đấy. Có cái sự chỉ đạo của các anh ở trên huyện, rồi là xin ý kiến các anh ấy, những người đứng đầu ấy, là họ quyết tâm cho các bà con và phối hợp cùng với xã ấy, rồi là phòng kinh tế hạ tầng, mặt trận tổ quốc huyện đấy, các anh các chị sẽ cùng nhau làm. Rất tiếc là hôm nay cái chương trình nó do dịch Covid nên là không thể tổ chức được, nên các bác cũng thông cảm cho. Đấy, hôm nào khánh thành thì chắc chắn thì sẽ có cái khánh thành cái cầu này. Đấy. Còn đáng nhẽ là cái chương trình mà tổ chức khởi công này cũng có phông có market, thông qua anh chủ tịch xã cũng điện cho Thắng ấy, cũng anh ấy cũng nói là để làm ấy, nhưng mà tôi Thắng thì bảo anh ấy là thôi. Đấy. Các nhà hảo tâm xem thì cũng biết để nắm được. Còn những cái con số này thì nó nhì nhằng lắm. Chỉ có ông sự taxi thì ông mới hiểu.
ra đọc cái bảng số này phát xem nào, đọc đọc được không? Hả? Anh Sự biết gì về xây dựng không ấy? Cũng không biết gì về xây dựng. Soi đèn như đúng rồi. À có cái đèn sạc pin thì không. À được rồi, tí nữa đi xe máy ra rồi. Đi xe máy ra rồi. À. Cái này cắm phát ra được không? Ừ. Này cầu đẹp như này cơ mà. Này. Theo cái bản thiết kế này đẹp này mà. Đấy. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp. Đó. À, mặt cầu từ trên xuống đây. Nhìn như sân bay chưa? Ừ. Ai bảo cầu hoành tráng nhỉ? Hoành tráng. Đấy. Cầu này, cầu này đẹp nhất xã luôn rồi. Nhờ. Nhất xã luôn, anh Quỳnh cũng nhận không? Cầu này cầu to. Cầu to đẹp nhất xã. Đấy. Cầu này chuẩn đấy. Trưởng thôn đấy, cầu rất hoành tráng. Ừ. Đỡ hơn phải mua anh ạ. Cốt pha cốt viết là dân mình tự lo được hết rồi đúng không? Đúng rồi. Đã đỡ thì bao nhiêu phần rồi? Cốt pha này rồi là cát kiếc là mình cũng đỡ đi được bao nhiêu ấy rồi. Nó đi nhiều phát. Sáng ra làm chén nước chè. Chè này mới cả chè của thằng gì nhỉ? Bên bên gì nhỉ? Anh Quỳnh nhỉ? Thằng Về. À. Đây là thôn đóng mà như thế á. Cái này cũng thôn các có hộ để làm được cái này. Ai dạ? Ở thôn này là làm được như này cả. Đây là có sản phẩm đang đi thi ô cốp của à đang thi đây à? Đấy. Ai dạ, thôn này được đấy. Đóng ra một sản phẩm như này. Đúng rồi. Ừ. Hút chân không hết như này. Đấy. Ai dạ. Nhà đấy. nhà cái anh này ở đâu? Ở cuối làng. Cuối làng này à? Ở cái đây khoảng đây là một cái sản phẩm mà người ta gọi là sản phẩm ô cốp của địa phương. Hợp tác xã San Tuyết chè Cao Bồ. Nhưng ở đây mới cả ở bên cái chỗ khu nhà thằng Đồn là Nà Thác Khuẩy Mi đấy, thì bên nào cao hơn? Nà Thác Khuẩy Mi cao hơn anh ạ. À, bên kia cao hơn à? Cao hơn thì càng cao hơn thì nó càng tuyết nhiều hơn đúng không? Ở bên kia nó cũng có cái sản phẩm chè này mà. Ừ. Ở đây thì nếu mà chè nhặt làm chén là cũng nhiều tuyết mà là mình uống quen chè, mình đi mua chè chỗ khác về uống thì không bằng. Ờ cũng thơm nhỉ. Cái này đóng bánh vào mỗi lần pha chỉ cần một nhúm bằng này thôi đúng không? Nhúm nhỏ. Trà đây nhạt hơn. Nhúm nhỏ. Phải không? Hay là non hơn nhỉ? Cây chè non hơn nhỉ? Phải không? Cây chè có thể non hơn. Nhạt. Cây chè vừa vừa. Có cây nào to bằng cái nồi trắng kia không? Cái này phải lên trên rừng già mới có. Có trà nhà các gia đình vẫn có chè trên một cao nhưng mà. À rồi. Kia là nó khủng khiếp lắm, rong rêu khắp cây cơ. Mất gần 40 đến nơi đấy. À rồi ok. Trên một cao trên này. Còn cái bình thường này là hái ở gần nhà. Chi phí xây dựng đây là 466 triệu. Chi phí quản lý dự án là không nhé các bạn nhé. Chi phí tư vấn xây dựng là không nhé. Chi phí khác nhé, không nhé. Đây là nguyên tính vật liệu xây dựng rồi. Đấy, các anh ấy tính cho. Rất là tốt. Này đỡ bao nhiêu. Lên ông bà mặc trang phục cưới ra ở trên nhà. Bố mẹ làm ngoài huyện, ông bà cứ toàn chơi bình kinh. Đấy. Cái đồ cũng nghe tạo ổn như vậy. Bà mặc đây có rồi. Thầy đến chưa anh? Không, bây giờ mình gọi là ông ở trên xuống rồi. À. Hay là người dân tộc giao mình. Đấy, giao mình ấy. Ừ, giao làm chút. Vì thầy cày ở đây có một thầy cày này không nói về mà. Nói về thầy nhá, người giao làm chuẩn đấy. Thầy cày là chưa to bằng thầy giao. Người giao thì giao là dọn người được đấy, cất người được, còn thầy cày chưa cất người được đấy. Là anh rất hiểu người giao bây giờ làm giỏi hơn thầy cày. Đấy, đang phần chuẩn bị lễ lạc bắt đầu ra cầu nhá, ra đầu ra suối và gọi thầy lên. Mình tự bày lễ chứ nhỉ, phải không anh? À, tự bày. Bày xong mà gọi thầy là cứ ra là ấy thôi, làm thôi, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đợi mỗi con gà luộc rồi nữa là ok.
khoảng theo giờ đẹp ấy thì khoảng 16 phút nữa. Đây thầy đây. Đó. Trưởng thôn sẽ đèo ra. Anh Sự đi cùng người đi ra đi. Đi cùng phó chủ tịch ra trước đi. Phó chủ tịch cho anh Sự đi cùng với. Đây là đồ đạc lễ. Đấy, anh em ra suối. Đấy, rất là sớm nay thì có sự hiện diện của anh phó chủ tịch xã nữa. Nên tí nữa thì cùng nhau làm lễ đó, Thắng bàn giao ngoài đấy luôn. Đấy. Chở đông đấy, một tay đi đông đấy. Gà chưa cho lên à? Gà kia rồi à? Rồi ok. Đây nhà này xây được cái nhà đây là ghê nhỉ? Đây là nhà anh trai của ông Quỷ. Thế à? Trong này khu này nó bằng các bạn ạ, được một đoạn bằng. Đấy, còn đâu là đồi núi hết, lên những kia là đồi núi hết. Đây là trung tâm thôn nhá. Đấy. Giới thiệu các bác xem video để biết được. Đấy. Giờ anh em Thắng rất là sớm, 6 giờ kém. Đấy. Anh phó chủ tịch xã cũng vào đến nơi rồi. Thì anh em cùng nhau ra suối để làm cái lễ động thổ. Đấy. Đây, suối đây các bạn. Chặn nước chảy về phía bên kia rồi. Đấy. Chặn từ trên này. Nắn dòng để giảm bớt nước đi. Để thi công nó dễ. Đấy. Nước là nắn dòng qua mương à? Cái này nước là chuyển qua mương à? Cỏ đây bày lễ lạc. Tổng là 14 mét nhỉ? Và hai nhịp sang đến cả đầu bên kia. Nhưng mà đây à? Giống đây sang à? Vâng. Nắn đây để sang vượt vào cái cầu này, vào cái đường này sang. Cái đường này. Chợ, sang cái bên kia. Cái miếng đất kia là bác kia bác hiến rồi chứ phải không nhỉ? Cái này thôn đã làm việc. Thôn làm việc chưa? Cái hôm trước anh Quỳnh ơi. Thôn làm việc với anh Quỳnh ơi. Cái miếng kia là thôn đã làm việc xong chưa? À, thôn làm việc xong rồi. Đấy là gia đình hiến chỗ đấy rồi gì? Chuyển cái loại đường kia sang đấy à? Cả cái đường kia ông cũng không phải chuyển cho ông đâu. À thế à? Thế thì tốt quá. Miến cho ông cái khác. Nhà bác đấy ở chỗ nào? Cái nhà bác hiến. Đấy, nhà bác ở đấy luôn. Kia nhà xây kia luôn đấy à? Đấy. Là bác hiến luôn cái bãi này luôn. Đấy. Nên tốt quá gì nữa. Tết này bà con đi lại là có cầu nhá. Cầu đẹp đấy. Mùa mưa năm tới là không lo. Đúng rồi. Tết này ra đây chơi ở cầu được thoải mái. Năm ngoái Thắng làm ở thôn Nà Cái, Tết đêm giao thừa họ mang bánh mang biếc ra đấy là ăn Tết nhảy múa ở đấy mà. Chúc mừng mà. Thầy, nhà thầy ở chỗ nào? Ngay ở trên này. Trên này ạ? Từ cái nhà cháu này đi qua một tí mà. À thế ạ? Ở bên dưới đường. À. Đây là thầy sẽ làm cái lễ xin thần linh thổ địa. Đấy. Thần sông, thần núi, thần suối. Đấy. Phù hộ cho bà con bản dân. Có cầu đi lại, làm cầu thuận buồm xuôi gió. Có gì sai sót thì bỏ qua cho. Đấy. Cho bà con bản dân. Bản dân đời đời ấm no. Đấy. Làm cầu làm nhất phát triển kinh tế. Phải không thầy? Thắng thì không biết về cái lễ cung lắm, tí nữa thầy thì sẽ làm và xin
cho bà con bản dân. Đại loại là cái nôm na là nó cũng trong cái nội dung như vậy. Đấy, là làm mọi chuyện nó thuận buồm xuôi gió, không có việc gì xảy ra. Đấy. Có cái điều gì đấy mà chưa phải thì các thần linh thổ địa này là bỏ qua cho. Giờ là anh Quỳnh trưởng thôn đang dọn lễ. Lễ thì gồm gạo đấy, và gà đấy, rượu trắng, thắp đèn dầu đấy, tiền vàng. Cả con dao rồi nữa. À, thầy là phải có dao ở đây. Để luôn mâm. Từ sư phụ truyền lại à? Quyển sách này hơi chữ có vẻ nghịch ngoạc nhỉ. Cái này là nó cái này là mình dùng, bây giờ không tìm được quyển nào như quyển này cái đâu. Cái này nó ngoặc, đây là quyển này là cái này bên này nói hết bên cái ví dụ mình làm cái khác thì nói hết đây, không lại làm cái khác từ đây đi. Quyển này hơi bị lâu rồi. Gọi là ngắn câu hết bài đấy. Mấy đuổi đấy. Quyển này thì bây giờ không bao giờ có đâu. Cái giấy này xưa muộn lắm. Đấy, nhìn cái đầu. Cái giấy vẫn còn nét căng nhỉ, chứ vẫn còn nét căng. Bây giờ là nhiệm vụ là của thầy. A Di Đà Phật. Đứng đằng sau thầy thôi. Đứng đằng sau thầy. Cái gì? Ồ, một con nhỏ. Miu ấy, mà bài luôn là mượn hở thông mà sẽ có luôn là mà. Mà mới chở ô ô mượn tăng nguyên viên mà. Nhà thờ cho con nó cho con thì như cốc dầu có thấy nên là thờ giờ tánh như sao tánh cũng như thế. Đây thì ta la cũng thấy như vậy. Rằng rằng cái nhân đề cũng đó cũng tiến thể kế được cái nhân đề cũng đó cũng chẳng thể kế ra cái nhân đề cũng đó cũng nhau thể kế không thu đi phổ tạo sinh đan thì cái hồi là một con nhau ngoài được thì tay lâu đầm. Họ yam ya rằng ya càng nhân cho ai đi gì gì. Ồ, con đo lại cao túi đi làm gì vậy á? Trong phần nhớ giang mình hiến nhớ thao mới chầm, mình hiến đất mềm của thông của phần nhớ thấy còn mới xì đến ngược. Nhà đi thế á, vì dòng thì tóc thôi, chỉ quỳ đại thánh ngoan nam đại thánh như nào, cụ hơi giang thánh, người chân cháu, chân viên, cả bò thì cũng có bò đi cao, vùng trả đang trả mắt, chẳng nhiên trả con nhai ra cả bệnh dùng thế tiêu cổ lên, tuấn quỷ dí vung đành, chẳng thôi đó trong phần, để tuấn trọng, để nhìn trả đang vòng trả, để... Thầy đang làm lễ chắc là trong khoảng tầm độ 35 phút theo lễ của người giao ở đây. Thì anh em thắng chờ xong khoảng ấy là sẽ bàn giao tiền cho anh trưởng thôn. Đấy. Tí nữa thì cũng làm lễ xong đến xin lễ thì sẽ có cái động tác là động thổ một chút. Đấy. Sấn một hai mảnh đất nhỏ nhỏ. Đấy. Xin các thần linh thổ địa để làm cái lễ này thì anh em thắng cũng đi vào rất là sớm để kịp cái giờ theo thôn họ căn đấy. Căn giờ là 6 giờ sáng 16 phút đấy, để ra bắt đầu làm lễ động thổ. Thưa
các bác là hôm nay Thắng đang có mặt ở cầu, thì có về phía ủy ban xã thì có Mận Kha là phó chủ tịch xã, anh chàng là chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, anh Quỳnh và đại diện ban phát triển thôn. Đấy, là Thắng sẽ trao trước là 50 triệu lại cho thôn để nhận tiền để có mua vật liệu trước. Đấy, và tí nữa thì sẽ có đồng chí kỹ thuật sẽ vào cắm vị trí sau, thì lúc đó thì Thắng sẽ không còn ở đây được nữa, tại vì là Thắng cũng ra để còn đi làm. Đấy, thầy thì vẫn đang làm cái lễ để xin động thổ. Đây thì đại diện là anh Quỳnh, anh Sự, anh đếm hộ em chuyển lại giúp cho anh Quỳnh là 50 triệu, không anh Quỳnh đếm giúp em nhé. Đấy, anh cứ đưa cho anh Quỳnh đếm luôn. Đấy, thế là có các anh ở xã đây rồi, chứng kiến đây rồi. Đấy, đấy là tổng là bây giờ thông báo cho các anh ở xã với cả mặt trận tổ quốc xã là hiện giờ cầu thì Thắng đang nhận là 159 triệu 500 nghìn. Đấy, hôm vừa rồi là nhận thêm được của một người nữa là chuyển là 11 triệu, và một người là chuyển 5 triệu, và một người chuyển 500 nghìn nữa. Đấy, thế là tổng cái số tiền hiện giờ đang nhận là 159 triệu 500 nghìn. Đấy, thì số tiền này sẽ bàn giao lại hết, nếu còn nhận thêm thì sẽ lại có thông báo đó, mà sẽ chuyển lại cho thôn và xã để trực tiếp giám sát và làm. Đấy, cái người mà Thắng bàn giao tiền là sẽ cho anh Quỳnh bên thôn bản dâng. Đấy, anh ấy trực tiếp là thu cả tiền của bà con nhân dân ở thôn đóng góp vào nữa để cùng nhau phối hợp làm cây cầu. Đấy, đủ chưa anh? Đấy, đây là về phía các anh ở xã đấy cũng là xác nhận cho là Thắng đã bàn giao là 50 triệu. Đấy, chuyển lại cho thôn rồi nhá. Đấy, còn số tiền tiếp theo thì nhận được nữa hay như nào đấy thì sẽ bàn giao lại trong thời gian thi công cầu. Đấy, vật liệu vật tiếc thiếu như nào đấy thì sẽ chuyển tiền lên. Đấy, đấy, các bác nhà hảo tâm ủng hộ cây cầu bản dâng thì cũng xem qua video để biết được là số tiền đã bàn giao là 50 triệu đến cho thôn rồi. Đấy, và cái số tiền tiếp nữa thì sẽ hôm nào xong 3 mẫu cầu thì sẽ tiếp là 50 triệu. Đấy, hôm nào làm mặt cầu nữa thì 50 triệu. Đấy, còn đâu cái số tiền lẻ lẻ đấy thì sẽ bàn giao hết trong khi làm cầu. Và có thể bác nào ủng hộ thêm cho bà con nhân dân bản dâng thì Thắng vẫn có thể nhận được. Đấy, nhận, tiếp tục nhận để cho thôn bản dâng có thể phải đóng góp ít đi hay là giảm bớt đi phần nào thì tốt cho bà con phần đấy. Hiện giờ thì trong cái hôm trước họp ấy thì có bàn là thôn bản dâng mỗi gia đình là đóng 1,5 triệu, đúng không? Để theo hộ gia đình và ông anh Quỳnh đấy để tiến hành làm cầu. Đấy, còn xong thì chúng ta tiếp tục sẽ làm cái lễ động thổ, vì do có dịch Covid trên địa bàn tỉnh nên là anh em và chính quyền cũng bàn là sẽ không làm cái lễ băng rôn market, làm cái lễ gì cả, hay là tận dụng người tại chỗ và làm nhanh gọn. Đấy, để mai tí nữa thì họ sẽ cắm vị trí xong là máy móc các thứ là thôn là tự làm. Đấy, bà con thôn bản dâng xin cảm ơn chú Nguyễn Tất Thắng cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ quyên góp tiền ủng hộ cái cây cầu của thôn. Hiện nay chú Thắng, Nguyễn Tất Thắng đã đưa cho thôn bản là trực tiếp trưởng thôn đã tiếp nhận cái số tiền này, có sự chứng kiến của xã rồi là các ban ngành ở trong thôn thì đã hiện nay đã được 50 triệu. Thì thay mặt thôn bản thì tôi cá nhân là trưởng thôn cũng như anh em trong thôn bản thì cảm ơn các nhà hảo tâm đã thương bà con trong nhân dân trong thôn, là cái đường đi lại khó khăn, không có cầu thì giúp đỡ được cái kinh phí để làm cây cầu.
không biết nói gì hơn thì lời nói từ đáy lòng thôi. Thì chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm cùng chú Thắng. Hy vọng trong thời gian tới sẽ càng kêu gọi được hơn nữa cái số tiền để giúp đỡ bà con xây dựng cây cầu, với bớt thêm những cái khó khăn trong cuộc sống để kinh tế sau này phát triển tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn. Các bác cũng biết được rằng anh trưởng thôn cũng đã có gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Rất mong thời gian tới các cô bác xem video, dõi theo video để cùng với cả nhân dân trong thôn và anh trưởng thôn đấy, tiến hành làm cây cầu cho mọi chuyện nó suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Bà con nhân dân thôn Bản Dâng sớm có cầu đi lại trước Tết đấy, cho bà con một cái gì đó nó kinh tế trong những cái năm tới có cầu có thể phát triển hơn. Đó là động lực cho bà con nhé. Ok, và nên là tiếp tục thì đây đến phần chuẩn bị động thổ đấy đúng không? Xe chở vật liệu. Bây giờ các bác biết rồi, đến giờ động thổ. Đấy, cái này cũng là làm phép một chút thôi. Đấy, sẽ xong thì tí nữa cơ, khoảng 7 giờ thì các anh kỹ thuật sẽ vào cắm cái đấy. Bên kia cũng lại cắm à vào ok, hai bên xong, bên kia nữa. Có thầy sang cái cắm hương mà, nhưng mà cũng làm, thầy bảo nào mình cứ làm vậy. Bảo anh kia tí nữa lấy xe cho để còn đi ra luôn, mình ra luôn thì không ở đi kịp. Anh ơi, mụ mụ nhăng cháu chó xả chạy dầm vào cháu dầm vào đi thi thi lâu này đi chạy đi chạy im chạy im. Vâng.
nói hồn còn một tè của tông để từ 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 cổ thu mua như anh đang cũng đậm thì cần nguyên một người trồng trồng cần nguyên đậu cũng như tao nói cáo thì nói tăng nói dài là cần ăn nhau đậm là cần nguyên như từ nguyên nguyên mua trong hậu đây được rồi, ok. Đấy, xong anh em Thắng còn xin phép đi ra cho kịp giờ. Xong hết rồi phải không nhỉ anh Quỳnh nhỉ? Đúng không chưa? Anh cho hộ em hai người ra đưa em ra với. Thôi nhá, xin phép nhá. Chào Phó Chủ tịch nhá. Ok. Chào. Đây là cái gì nhỉ? Ở thôn nhỉ? Làm gì thôn? À, công an viên thôn à? Thôi, ra sau nhá. Xin phép nhá. Ở đây, tí nữa kỹ thuật vào hướng dẫn đúng không? Em sẽ ở đây buổi sáng này đấy. À, rồi. Anh em kỹ thuật xong rồi. Xong lại bàn với bà con về cái phương án thi công. Ok. Bàn phương án huy động nhân dân cùng đóng góp nhưng mà phương châm là mấy hộ một thôi chứ không tập trung đông người quá nên cho công việc nó hiệu quả. Bà con cũng đang rất là mong đợi cái việc xây dựng cây cầu. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân và đại diện là anh Nguyễn Tất Thắng đã huy động giúp đỡ bà con. Cảm ơn nhé xã. Đấy, thế là Thắng phải xin phép đi ra trước. Đấy. Một xe xa được, còn xe nữa không? Xe nữa mà. Không, đang đợi. Rồi. Thế cứ cho anh Sự ra trước đi. Anh Sự ra bật xe cho nó ấm. Khởi động xe. Đường này phải chạy xe này anh ạ. Bây giờ thì Thắng được anh trưởng thôn đấy đưa ra tránh được không đấy. Đây là cái đường nhỏ nhỏ này là bà con là tự làm theo kiểu đường to là để cho xe ô tô đi, còn đường nhỏ này là để bà con đi xe máy vận chuyển nó dễ hơn, nhưng mà có đoạn nhỏ này thôi nhưng mà có đoạn thì không có do cái điều kiện kinh tế cũng không thể đủ hết được, nó dài mấy cây cơ. Ngay may là Thắng đi đường là đi bộ, là đi cái đường này vào là nó có cái đường bê tông rồi. Đấy. Còn đâu là đi dưới này là thụt lắm. Này xe chở vật liệu vật liệu là rất là khó khăn. Sạt lở ghê nhỉ. Kinh một đường thụt ghê. Đường này xe hai cầu đúng không? Xe hai cầu mới đi được. Khiếp. 7 giờ rồi đấy. Đất đỏ. Đậm trước mặt xuống này thì mới ghê. Chỗ sạc này á? À? Nó sạt lở vào trong thành hàng cây. À cái đường bé bé này bị sạt lở á? À lở trong. Ủa Sự mới đi đến kia thôi à? Sạt lở ghê nhờ. Đường xấu quá. Không có đường nào, chắc không có đường nào bằng cái đường này nữa. Đấy hôm nay em xích ngã đây này, lúc đêm đi đêm đêm này. Ông Sự cũng cười em. các bác là sẽ xem là bên anh Quỳnh đấy đại diện trưởng thôn nhá, làm nó đẹp không nhá, cầu đẹp nhá, nhưng mà cứ theo bản thiết kế này nhìn thì đẹp lắm. Ui dồi ôi, đường chỗ này sợ quá. Từ đấy ra cái chỗ mà bọn em để xe đấy là mấy cây nhỉ?
3 cây. 3 cây đường. Đấy, bây giờ phải có độ 3 cây đường nữa, đường khoảng 3 mét nhá. Nối cầu Tham Còn với cả cầu Bản Dâng đúng không? Đấy, ngược lại thì quá tốt luôn. Con đường này cũng thuộc dạng là đường xấu tốt rồi, thì như này nó quá xấu rồi, đường này lầy lội kinh khủng. Đường này đây là rẽ lên là trụ sở thôn Tham Còn đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, đường rẽ lên trụ sở thôn. Hôm đầu tiên các bác xem Thắng vào là thấy ôi chỗ này xấu quá, phải bám vào anh quỳt nó không ngã. Quá đường xa. Này mà xe con hai cầu cũng không đi được. Không đi được. Ừ. Đúng không? Những cái đoạn này quyệt gầm này. Xe bọn nó phèng phèng vào đây không vào nổi. Nó phải xe tải, nhưng ngoãi cái xe tải đi qua suối ấy. Xe hai cầu mà, xe to. Xe tha cô cũng đi được. Tha cô. Cẩn thận đấy. Thôi. Đường vào còn khó khăn lắm các bạn. Nước lũ lấy về đợt năm 2018 ấy. Thế à? Đấy. Ui dồi. Kinh. Được. Ui. Đấy. Ta được đến cao tốc. Đấy, điện vẫn chưa tắt này, cái bóng điện này. 7 giờ. Cái này mà bảo mấy ông thi sát hạch tay lái vào đây là bảo mấy ông vào đây đi. Thôi, xin chào nhá. Chào cảm ơn nhá. Đã đưa ra vất vả. Ôi giời. Chào chị ạ. Anh em Thắng sẽ ra cho kịp giờ để cái gì đấy? Ngân. Không gà. Cái này em bảo anh Quỳnh rồi nhé. Con gì? Của ai cho đây? Của anh đấy. Nhà anh thôi. Của nhà anh hay là lại bỏ tiền thôn ra đấy? À? Đây, anh Sư mở ấy ra xem nào. Thực ra thì Thắng đi bản này là có rất nhiều người, người ta gửi cho cái này cho cái kia. Thắng chưa bao giờ quay lại, nhưng anh Quỳnh anh gửi cho Thắng một con gà. Đấy, nhưng mang ra thành phố, nhưng bây giờ Thắng rồi phải đi về cơ quan cơ. Đấy, bảo anh Quỳnh như vậy rồi và giả lại cho anh ấy thì thôi, tình cảm anh em cảm ơn nhá. Vâng, rồi. Rồi. Anh về nhá. Chào anh. Anh cảm ơn nhá. Gặp lại nhá. Bây giờ thì Thắng sẽ ra. Mưa dày đặc, mưa phùn, ướt hết cả đầu. Bây giờ mở đồng hồ mấy giờ? Ui dồi ôi, 7 giờ 16 rồi, chạy tốc độ. 7 giờ 16, 30 phút nữa anh phải có mặt được thành phố. Cố gắng. Cố gắng đi, nào chạy. Phần tốc cho em bắt. Thắng cảm ơn anh trưởng thôn, anh Quỳnh. Đấy, anh còn gửi cả một con gà cho Thắng nữa. Thắng cũng phải quay lại để cho các bác biết không, mai lúc rồi mà đấy ông Thắng đi vào trong thôn họ cho cái này cho cái kia
không quay. Hôm trước thì làm ở trong cầu thôn Tham Con này thì anh trưởng thôn cũng cho một ít quà, quà quê, gọi quà quà quê, không lấy thì thế này lại là thế này thế kia, mà lấy thì thôi cũng phải quay lại video các bác xem. Đấy. Anh Sự là khi đi cùng Thắng là khi họ đưa cho cái quà thì nó không được phép mà tự ý nhận. Phải để được sự nhất trí của em cũng biết lắm. Bà con thì biết là bà rất là quý anh em thì mới cho, nhưng không ai tự nhiên nó cho cả. Thắng cũng trước hết là cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ thôn Bản Dân đấy, và xã Cao Bù đấy, có cây cầu thực hiện như nào thì các bác sẽ xem đấy. Ngoài Thắng trên đường về bây giờ là cái vận tốc anh Sự anh ấy phải chạy là tốc độ rất là cao. Thắng quay là sợ các bác chóng mặt nên là Thắng sẽ tắt điện thoại để chạy kịp giờ ra đến thành phố nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đường cua đấy, cẩn thận. Ta lại phải về số. Tại là khi đến đường vòng ta tiếp thêm ga. Họ bảo là khi đến đường vòng ta bớt trên ga, nên là để đến đường vòng ta phải tiếp thêm ga để cho nó nhanh.